Xin chào các bạn, xin chào toàn thể anh em. Hôm nay là ngày 24 tháng 2. Bên âm thanh Bắc Kinh Giang sẽ về một số loa nghe nhạc và hát karaoke hàng bãi cổ Nhật mang thương hiệu Pioneer. Đây em sẽ khui ra cho anh em xem nhé. Em về được 3 đôi thôi, trước mắt thì về được 3 đôi thôi. Còn những đôi khác thì em về sau nhé. Đây, về được 3 đôi thôi. Về được 3 đôi nhá. Đây là những cái đôi này là Pino CS A77. Đây nè. Nó còn rất đẹp anh em nhá, là những bụi thôi, những bụi này. Nó còn rất đẹp nhá. Những cái Pino này nó được sử dụng cấu hình là một bát 25, một loa chung giấy và một loa chép giấy. Đấy, tiếng của nó thì rất là mềm mịn. Rất là sắc bén ạ. Và bát của nó là bát 25, màng là màng giấy còn gân vải nhá. Đấy, em về được 3 đôi. 2 đôi CS77 và 1 đôi CS F7000. Nên là F7000 nhé. Mình sẽ tháo cam cho anh em xem. F7000 vừa mới tới nhé. Đây được 3 đôi. Hôm bữa mà có bác nào dặn F7000 thì liên hệ lại cho em nhé. Vì em cũng quên số rồi, em làm mất số rồi. Đây F7000. Đây là 1 đôi F7000 và 2 đôi CS A77. Đấy, 2 đôi này thì chất âm như nhau và cũng bằng giá nhau. Đây đang về đây ạ. Rất đẹp anh em nhé, hàng của rất là đẹp. Những cái đôi CS A777 và F7000 đều hát karaoke được nhá, hát karaoke tốt khoảng 25m². Đấy. Và khi hát karaoke anh em đừng có để hú thật to hay nào hét thật là bự nhá, thì nó sẽ đứt tai chép. Mình hát du dương thôi, hát du dương. Đây là đôi A77 đây ạ. Còn rất đẹp, nó chỉ dính bụi thôi nhá. Đây là dính bụi thôi, rất là bụi bẩn. Đây là bụi của bên Nhật, bên Cam nhá. Đấy, bụi. Thì về mình sẽ lau chùi và dọn dẹp lại, vệ sinh lại. Đây, những cái đôi F7 này rất đẹp luôn ạ. Đẹp, tuyệt vời đẹp. Đây là một bát 25 nha, bát 25, còn gân là gân vải, đây, gân zin luôn, gân nó này còn rất là mềm mịn. Con này tiếng khỏi bàn rồi, làm rất là hay. Và cái lỗ mũi nó hơi nhanh nhá, do thời gian nó cũ đi. Và một lỗ trong hơi nằm đây, một loa chép giấy và một loa mít giấy. Đây là model là Pioneer CS A77. A77 này em về được 2 đôi nhá, còn CS F7000 là về được 1 đôi. Đây, như đôi trong như thế này đây. Thì nó đều đẹp như nhau. Những cái đôi này em về rất là đẹp. Bởi vì em đợi bên cam rất là kỹ ạ. Nó chỉ dính bụi bẩn thôi. Còn về mình lau chùi đi thì nó sẽ bóng ạ. Đây nè, em thấy nè, nó rất là bóng nhá. Thì những cái đôi này anh em có thể hát karaoke hoặc là nghe nhạc đều rất tốt nha. Hát tốt phòng 25m² nhá. Rất cần mới, rất là đẹp đấy ạ. Tuy công suất nó chỉ có mấy chục watt thôi nhưng mà nó đánh rất là to, rất là hay. Được 3 đôi nhé. Và giá của đôi CS F7000 là giá 7 triệu. Và cái đôi CS A77 cũng là giá 7 triệu nhé. Hai đôi bằng giá nhau. Bởi vì bát cũng bằng nhau và chất âm đánh cũng như nhau. Em sẽ bán là bằng giá nhau hết. Và em nhập cũng bằng giá luôn. Thì em sẽ bán bằng giá là 7 triệu đồng một cặp. CS A77 và CS F7000. Đôi nào cũng như nhau là 7 triệu đồng một cặp nhé. Đây căng còn đầy đủ và bao zin bao xịn cho anh em 100%. Những mặt hàng này nó đều là còn nguyên zin hết ạ. Mặt sau của cái đôi CS A77 đây. Đây là mặt sau á, Pioneer CS A77. Trợ kháng là 8 ohm và công suất là 70W trên một loa và made in Japan. Đấy, cái watt của nó 70W thôi nhưng mà nó đánh như 200-300W của những hàng khác đấy ạ. Nó rất là to, tiếng rất là hay ạ. CS A7, còn ở đây là CS F7000. Mình sẽ quay thông số cho anh em xem.
Đây Pioneer CS F7000. Công suất là 70W và cũng là trở kháng 5 ohm. 70W thì nó cũng bằng cái con CS A77 và Made in Japan. Đấy, hai con này đều là 70W hết. Cái hàng này em vừa về tới chưa vệ sinh anh em nhé. Chưa vệ sinh gì cả. Vừa về tới thôi. Hàng vừa về tới chưa vệ sinh. Chưa lau chùi nên nó còn dính bụi bẩn, dính dơ nhé. Đấy, trên này rất là dơ. Về mình sẽ lau đi. Vừa tới em khui ra cho anh em xem luôn. Bác nào nhân tay thì điện thoại cho em ạ. Bởi vì những mặt hàng này nó rất là hút, hầu như là hàng không đủ đáp ứng cho anh em nhu cầu anh em nghe nhạc. Rất là hút hàng. Đặc biệt là những cái con CS A77 này này thì nó rất là ít nhá. Đấy, với mức hành giá 7 triệu thôi nhưng mà nó đánh rất là chất. Nó đánh rất là hay nhá. Con này nó còn đẹp này, con này bác nó còn xăm luôn này. Bác còn xanh và cái lỗ mũi của nó còn đen đây này. Đấy. Con này với con đây là một cặp nhá. Con đây này, một cặp này. Đấy, bác nó còn xanh và lỗ mũi còn đen nhá. Lỗ mũi nó rất là đẹp. Những cái con này nó bát ra rất là mềm nhá. Bát rất là hay. Nó chép lỗ bát này còn xanh lè đây này anh em này. Rất là xanh. Màu xanh lè luôn. Đấy, và giá là em sẽ báo giá lại là CS A77 giá 7 triệu và CS F7000 cũng là giá 7 triệu nhá. Đấy, em về được 3 đôi thôi, mỗi đôi 7 triệu, đôi nào cũng bằng giá nhau hết. Và bác nào quan tâm thì xin hệ trực tiếp qua số điện thoại 0966 812 781, ship hàng toàn quốc. Và anh em lưu ý là đừng có nhà máy hay là số tin nhắn nhá, bởi vì em không có thời gian để trả lời tin nhắn ạ. Đây, cứ điện thoại trực tiếp cho em sẽ báo thông số cũng như là kích thước và giá nếu bác nào quan tâm. Và đừng có anh em nào đừng có nhà máy nhé, nhà máy thì em không có thời gian để gọi lại ạ, bởi vì hàng hóa về nhiều nên em cũng rất là bận. Đấy. Từ bữa giờ cũng rất là nhiều bác nhà máy. Có một cuộc gọi 2-3 ngàn thôi mà không gọi được thì sao mà mua một món hàng 5-7 triệu, 10 triệu được. Đấy, nhiều bác cứ nhá máy thôi, rất là nhiều bác nhá máy nhá. Rồi, và em cũng còn một số loa. Em cũng còn một số loa CS A7 nhá. Đây này anh em này, một số loa CS A7. Đây thì những cái cặp này nó cũng rất là hay. Model của nó đây. Model của nó là CS A7 và trở kháng là 8 ohm, cũng có công suất là 70W. Số watt này của nó thì cũng bằng như là số watt của cái thằng F7000 và CS A77. Nó cũng được sử dụng một bát 25, một loa chung giấy và một loa chép giấy. Đấy, như anh em thấy nào. Cặp nó đây rất là đẹp nha. Vì còn chất âm của nó thì nó cũng như 90 với thằng kia, nhưng mà giá thành của nó thì là rẻ hơn một tí. Đấy, vừa một hàng đây ạ, rất là đẹp, CS A7. Đây nha, CS A7 thì em còn khoảng 5 đôi. Đấy, 5 đôi nhá. Nếu mà bác nào mà lấy hết CS A7 thì có sẽ có giá tốt. Em sẽ để giá mức giá hữu nghị cho anh em thợ về bán lại nhá. Em có tất cả còn 5 đôi. Và giá em đang bán một đôi là 6,5 triệu một đôi. Còn bác nào mà muốn giá thợ lấy số lượng thì điện thoại trực tiếp cho em nhé. Em sẽ báo giá thợ cho. Mức giá cũng rất là dễ chịu cho anh em làm những cái đôi này. CS A7 nhá. CS A7. Mà sau cũng còn rất đẹp anh em nhé. Mặt sau nó đây. Đấy. Anh em xem này, mà sau còn rất là đẹp luôn, đẹp tuyệt vời nhá. Đẹp khoảng 90% đấy ạ. Đây này. Hầu như là không bị bền nở nhá. Đấy, mà sau nó đấy. Rồi và những cái cặp robot này thì ngày mai em sẽ review cho anh em. Em còn những cặp model 601.
và những cặp bút 3:1 nhé. Đây là những cặp bút 3:1 đây thì em đang test thôi, đang test này. 3:1 seri 2 monitor cùng với những con đẩy đấy, thì mai em sẽ review cho anh em xem những cái đấy. Còn bây giờ thì em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bác và các anh em đã quan tâm và theo dõi, và bác nào quan tâm thì xin hãy đăng ký kênh của em để được cập nhật những video mới nhất bên Tuấn Anh, Âm Thanh Kiên Giang. Và em cũng xin kính chào tạm biệt ạ.